Bảy bộ phận của đàn ông càng to càng giàu, tiền bạc tiêu không phải nghĩ, lấy làm chồng không phải lo lắng gì. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, theo nhân tướng học, muốn biết đàn ông sang giàu hay bần hàn, chỉ cần thông qua nét tướng mạo của họ là có thể đoán định đôi phần được người đàn ông đó có phú quý, giàu sang, đa tài, sống tình nghĩa chung thủy và tháo vát hay không. Nhất định, người đàn ông này phải có 7 bộ phận sau đây phát triển lớn hơn so với kích cỡ thông thường. Lấy được người đàn ông có nét tướng này là phúc phận lớn lao của người đàn bà. Cả đời định sẵn sẽ sống trong sự yêu thương và sự che chở của chồng. Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời mọi người cùng đến với kênh Phong thủy Gia Cát. Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ tới quý vị và các bạn những thông tin hữu ích. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin khác. Người đàn ông có đôi tai to. Trong thuyết tướng số, đôi tai to và dày được xem là biểu hiện đem lại sự phú quý và giàu sang cho chủ nhân. Người sở hữu đôi tai này trời sinh thông minh và tài ba hơn người. Lúc nhỏ thì học hành giỏi giang, xuất chúng. Lớn lên thì công thành danh toại, sự nghiệp càng về hậu vận càng vững chắc. Bước sang tuổi trung niên, những người này đã kiếm được một khoản thu nhập lớn, củng cố cuộc sống của bản thân. Điều này không khỏi khiến người khác khâm phục và kính nể. Người có mũi to, cánh mũi dày. Mũi là điểm quan trọng nhất trên khuôn mặt. Người đàn ông có mũi to thường sống phóng khoáng, thoải mái, giao tiếp tốt nên có nhiều mối quan hệ. Người này nhạy bén, biết nắm bắt cơ hội nên dễ dàng thành công trong sự nghiệp, sớm nắm giữ chức vị cao, có tiền, có quyền, cả họ được nhờ. Ngoài ra, người đàn ông mũi to rất biết cách quan tâm đến người khác, sống chính trực, công bằng. Chính vì thế mà họ luôn được mọi người tôn sùng, yêu quý. Chàng trai có bàn tay to. Đàn ông có bàn tay to thể hiện là người bản lĩnh, có quý nhân phù trợ. Người này luôn tự ý thức được trách nhiệm của bản thân, dốc hết sức vì gia đình, chăm lo cho cuộc sống của vợ con. Bản mệnh luôn biết cách kiếm tiền, làm giàu cho bản thân, gia đình mình và cũng không quên những người đã luôn ở bên cạnh động viên, hỗ trợ. Hơn thế nữa, đàn ông tay to còn biểu hiện là người biết làm mọi việc trên đôi tay của mình, không sợ khó, không sợ khổ. Tương lai chắc chắn giữ vị trí quan trọng nên việc giàu có chỉ là chuyện sớm muộn. Đàn ông có cung ngực to. Theo nhân tướng học, một khuôn ngực rộng, vững chãi và vạm vỡ là nét tướng biểu hiện cho kiểu đàn ông có số làm quan to, giàu sang. Những người này trời sinh đã có bản lĩnh và tham vọng lớn, chỉ cần siêng năng chăm chỉ và có chí cầu tiến thì sớm muộn cũng công thành, danh toại. Cuộc sống của người này có phần nhỉnh hơn đại đa số những người khác, nhưng trong mọi hoàn cảnh họ vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ những người yếu thế hơn mình. Người đàn ông có vòng ba to, căng tròn. Theo thuật xem tướng thì người đàn ông có vòng ba tròn, đầy đặn, hơi cong một chút lại là quý tướng. Họ rất chung thủy, biết yêu chiều người họ yêu thương. Tuy là tướng đào hoa nhưng họ rất biết giữ mình, chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với bạn đời của mình. Người này còn có nguồn tài lộc khá lớn, tiêu hết lại có, thậm chí nhiều hơn gấp bội. Đây là người có đầu óc tính toán nhạy bén, sẽ thành công trong công việc kinh doanh, đầu tư. Chàng trai có đôi chân to. Bàn chân to tượng trưng cho người đàn ông có tương lai vững chắc, lúc nào cũng là trụ cột trong gia đình. Quý ông này luôn yêu thương vợ con, hiểu và thông cảm với những vất vả mà người phụ nữ phải chịu đựng. Bản mệnh không chỉ giỏi kiếm tiền mà còn giỏi việc nhà, thường chia sẻ với vợ những việc lặt vặt, khiến cho người phụ nữ luôn cảm thấy hài lòng khi ở bên cạnh. Vì vậy mà cuộc sống hôn nhân của quý ông sở hữu bàn chân to lúc nào cũng hạnh phúc, viên mãn. Lấy được người đàn ông như vậy, phụ nữ chẳng những không phải lo về vật chất, kinh tế mà còn luôn được sống an yên, vui vẻ. Người đàn ông có cằm tròn, đầy đặn. Cằm tròn, to nhưng cân đối, hài hòa với khuôn mặt, nà nét, quý tướng.
Người sở hữu đặc điểm này thường rất bao dung, có lòng vị tha nên dễ dàng giành được tình cảm của người thân, bạn bè, được đồng nghiệp yêu mến, cấp trên tin tưởng. Ở tuổi trung niên, chắc chắn họ sẽ có chỗ đứng, địa vị cao trong xã hội, ít nhất cũng phải trở thành lãnh đạo của cả trăm nhân viên. Càng tới những năm về sau thì sự nghiệp lại càng thăng hoa, phát triển. Nếu mạnh dạn khai phá cái mới, vượt qua khỏi giới hạn an toàn, sẵn sàng đánh đổi thì chắc chắn họ sẽ còn thành công hơn nữa. Quý vị thân mến, tử vi học có nói, bên cạnh con giáp thì ngày sinh tháng đẻ, nhân tướng học cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến vận mệnh của mỗi người. Ngoài khuôn mặt, bàn tay, bàn chân thì trên một số bộ phận khác trên cơ thể cũng đoán định được cuộc sống tương lai sướng khổ ra sao. Nhiều chị em luôn tự ti vì sở hữu một thân hình mũ mĩm, đầy đặn sẽ không đẹp. Họ thường thích dáng người chuẩn thon gọn, nhưng trong nhân tướng học có một số bộ phận càng đầy đặn thì cuộc đời càng nhiều phúc lộc may mắn, hạnh phúc và bình an. Phụ nữ nào sở hữu những bộ phận này thì được coi là phúc đức trời ban, có thể xác định cuộc sống chỉ an nhàn, hưởng thụ, không những phượng phụ ích tử mà còn làm gia đạo hưng thịnh. Hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu đó là những nét tướng nào. Người phụ nữ có gương mặt tròn đầy. Theo quan niệm nhân tướng học, những người phụ nữ có nét tướng khuôn mặt tròn trịa, đầy đặn, má căng thì thường có đường tình duyên tốt, tài vận cũng rất thuận lợi. Phần lớn, họ đều là người có tính cách rộng rãi, cởi mở, nhiệt tình và dễ chiếm được cảm tình của người khác ngay từ lần gặp đầu tiên. Ngoài ra, má của người phụ nữ còn được ví với tài khố, nơi có cung điển trạch và tài cung, là phần tướng quyết định độ giàu sang, phú quý, nên nếu má đầy đặn, tất nhiên sẽ có lộc, lại được quý nhân giúp đỡ. Cô nàng có vòng ba căng tròn, đầy đặn. Trong mắt cánh mày râu, phụ nữ có vòng ba to thường có sức hấp dẫn giới tính đặc biệt vì nó tượng trưng cho khả năng làm mẹ hoàn hảo. Nhưng theo quan niệm của người xưa, phụ nữ sở hữu vòng ba to còn là những người có tính tình nhân ái, độ lượng, hào phóng, có tài vận tốt, cả đời có phúc, vừa có khả năng kiếm tiền, vừa có khả năng giữ được tiền. Phụ nữ có vòng ba lớn sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cả chồng về kinh tế lẫn tinh thần. Thế nên, nếu lấy vợ có vòng ba đầy đặn thì chắc chắn sẽ đem lại nhiều phúc khí cho chồng và nhà chồng. Người phụ nữ có bắp chân đầy thịt. Nhiều phụ nữ thích sở hữu một đôi chân nuột nà, thon gọn, nhưng trong nhân tướng học, phụ nữ nào sở hữu bắp chân to và đầy thịt được xem là phúc tướng trời ban. Phụ nữ sở hữu đặc điểm này thường tài giỏi và có tài lãnh đạo trong công việc. Họ là những người phụ nữ có tính quyết đoán, không những có khả năng kiếm tiền giỏi mà bảo quản tài chính một cách chu toàn. Người đàn ông lấy được họ làm vợ được xem là có phúc đức ba đời. Ngoài ra, người phụ nữ sở hữu tướng chân này thường năng động trong cuộc sống. Họ chịu thương, chịu khó, biết lo toan, chăm sóc cho gia đình. Họ là quý nhân, đưa đường, dẫn lối, giúp gia đạo hưng thịnh, thăng hoa. Cuộc sống hậu vận của họ thường không lo lắng sầu muộn. Càng lớn tuổi, họ càng có sung túc, sự nghiệp viên mãn và có một cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy. Chiếc cằm đầy đặn là may mắn. Cằm tròn, to nhưng cân đối, hài hòa với khuôn mặt là nét quý tướng. Người sở hữu đặc điểm này thường rất bao dung, có lòng vị tha nên dễ dàng giành được tình cảm của người thân, bạn bè, được đồng nghiệp yêu mến, cấp trên tin tưởng. Ở tuổi trung niên, chắc chắn họ sẽ có chỗ đứng, địa vị cao trong xã hội, ít nhất cũng phải trở thành lãnh đạo của cả trăm nhân viên. Càng tới những năm về sau thì sự nghiệp lại càng thăng hoa, phát triển. Nếu dám mạnh dạn khai phá cái mới, vượt ra khỏi thế giới an toàn, sẵn sàng đánh đổi thì chắc chắn họ sẽ còn thành công hơn nữa. Người sở hữu cằm tròn, đầy đặn thường rất bao dung, có lòng vị tha nên dễ dàng giành được tình cảm của người thân, bạn bè. Nhiều người luôn mất tự tin về thân hình mũm mĩm của mình hoặc sợ một số bộ phận trên cơ thể quá to, thành thô nên ngại tiếp xúc với người lạ. Tuy nhiên, không phải cứ điểm nào to cũng là xấu. Xét từ khía cạnh nhân tướng học, nhưng đặc điểm trên đây càng to lại càng nhiều tài lộc. Đầu mũi tròn và đầy đặn là nhiều phúc lộc. Người phụ nữ có mũi to, tròn, nhiều thịt thường có tính cách thẳng thắn, bộc trực, có số phú quý. Họ có cuộc đời khổ trước, sướng sau, dù sinh ra trong gia đình nghèo khó, nhưng kiểu gì cũng vươn lên thành tỷ phú nhờ năng lực, bản lĩnh của chính mình, không nịnh bợ, dựa dẫm vào bất kỳ ai. Nếu phụ nữ có mũi to, tròn thì sẽ kết hôn với những người đàn ông giàu có, được chiều chuộng, sống sung sướng chẳng khác gì bà hoàng.
Còn nếu đó là đàn ông, họ sẽ có khả năng lãnh đạo tốt, được nhân viên tôn sùng, yêu quý, con đường sự nghiệp chỉ có lên chứ không bao giờ xuống. Bàn tay đầy đặn, chứa nhiều phúc khí. Theo thuật gen tướng số, những người phụ nữ có đôi tay to thường có tấm lòng khoan dung độ lượng, là những người nhân hậu hiếm có trên đời. Họ chẳng bao giờ vụ lợi mà luôn rất khiêm nhường, nhờ thế mà đường nhân duyên rất tốt, được quý nhân trợ giúp nhiều trên con đường tài lộc. Có thể nói, đa phần phụ nữ có đôi bàn tay to thường là tướng giàu có, sung túc. Ngoài ra, đôi bàn tay chẳng những có thể hút tài mà còn có thể tụ tài, tiền bạc kiếm được không phải là chuyện gì quá khó khăn. Họ cũng biết cách quản lý tài chính nên hiếm khi lâm vào cảnh túng thiếu. Phụ nữ có đôi tay to còn là nội tướng trong nhà, quán xuyến mọi chuyện trong gia đình, vun vén chăm lo đời sống tinh thần và kinh tế. Trong nhà không bao giờ lâm vào cảnh túng thiếu nhọc nhằn, hông to, thuận lợi sinh con, tài vận tốt. Theo nhân tướng học, phụ nữ hông to có tài vận rất tốt. Đồng thời, quý cô nào sở hữu phần hông to không những giàu có mà có thể trợ giúp được chồng trong việc kinh doanh. Đây là nét tướng dự báo người phụ nữ sẽ có một cuộc sống sung túc, sống trong nhung lụa cả đời. Hơn thế nữa, thực tế có rất nhiều quý ông coi trọng điều này và xem đó là tiêu chuẩn vàng để kiếm chọn vợ. Ngoài ra, phụ nữ hông to cũng được cho là có phúc tướng thuận lợi cho việc sinh nở sau này. Đôi tai to là giàu sang, phú quý. Những quý cô sở hữu đôi tai to thường có tính cách thẳng thắn, ít khi gặp phải chuyện rủi ro, không may. Họ còn là người túc trí, đa mưu, biết cách nhìn xa trông rộng, giỏi cả kiếm tiền và giữ tiền. Những người phụ nữ như vậy thường có duyên với việc kinh doanh hoặc làm lãnh đạo. Các cụ xưa có câu, tai to là tướng làm quan, để chỉ con đường tài lộc, công danh rộng mở của những người có tướng mạo như vậy. Phụ nữ nào có đôi tai to, vành tai dày và mềm thì lại càng may mắn, hậu vận an nhàn, về già sẽ được con cháu phụng dưỡng, sống vui vẻ. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Mọi người đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.